sẽ đến với một cái video kỹ thuật fakie. Kỹ thuật này tức là kỹ thuật đi lùi xe đạp. Mình nhận được rất là nhiều comment của các bạn nói về hướng dẫn cách đi lùi xe. Thì lúc đó mình có trả lời thẳng lên trên YouTube luôn là mình không có biết thực hiện kỹ thuật này. Thật sự là vậy, và bây giờ là mình đang trong quá trình tập luyện kỹ thuật này. Thì nếu mà các bạn chúng ta cũng đang trong quá trình tập luyện kỹ thuật này thì chúng ta có thể chia sẻ kinh nghiệm cho nhau bằng cách là các bạn có thể comment ở phía dưới những cái chỗ nào mà mình thực hiện trong video nó chưa đúng, hoặc là có cái mẹo nào đó để mình tập cái kỹ thuật này nó nhanh chóng, nó thành công, thì các bạn có thể chia sẻ với mình. Mình tập kỹ thuật này cũng không biết là bao lâu rồi, nhưng mà tới thời điểm hiện tại khi mà mình làm video này thì mình vẫn chưa có nhận diện lắm. Tức là làm rất là lòng cộng, khi được khi không, cái được cái không. Thì nhưng mà mình cũng có những cái để mình chia sẻ đến các bạn, nhất là những các bạn mới. Khi chúng ta tập luyện kỹ thuật này thì chúng ta cần lưu ý những cái chỗ nào, và cái này có phải là kỹ thuật đi lùi hay không. Các bạn cũng xem qua video này ha. Thì trước tiên mình nói về cái xe trước. Đối với những bạn mà chơi fit gear á, cái giò dĩa của các bạn sẽ là khóa chết với cái lip. Cho nên khi các bạn làm cái động tác là đạp lùi như vậy nè, thì cái bánh nó sẽ lùi theo. Còn riêng đối với dòng MTB, Dirt Jump hoặc là Trail, thì khi các bạn chúng ta đi lùi á, thì không phải là mình đạp lùi thì cái xe nó sẽ đi lùi. Chẳng qua là khi mà cái xe nó đi lùi á, khi các bạn để ý, khi cái bánh xe nó quay lùi á, thì cái giò này nó sẽ chạy theo cái bánh xe. Khi bạn quay lùi bánh xe về sau thì cái giò nó sẽ chạy theo. Thì khi đó, khi cái giò nó chạy theo thì buộc lòng cái chân mình phải nêu theo cái giò dĩa. Và cái động tác fakie này không phải là đạp lùi mà là nêu theo cái xe cho nó đi lùi. Cái phần quan trọng của kỹ thuật này là cái phần nối để mình quay đầu. Tức là khi mình đang lùi xe, khi mình đang fakie mình lùi xe, thì làm sao khi mình đang lùi mình nối vô được cái động tác là mình bẻ ra. Sao vậy? Mình bẻ ra cái tay lái để cho mình trả về cái chiều đi của mình cho nó đúng. Thì đó là cái kỹ thuật quay đầu, đi lùi, trả về. Đó là cái phần quan trọng nhất. Trong video trước mình có chia sẻ là cái chân của mình là chân trái ở phía trước. Chân trái của mình đặt ở phía trước. Thì khi mình trả về để mình lean về thì cái chiều bẻ đầu của mình sẽ là bẻ sang phía tay trái luôn. Mình sẽ xoay cổ sang phía tay trái. Chân nào mình đặt trước thì mình sẽ xoay về phía bên đó. Chân trái mình đặt trước, mình sẽ bẻ cổ về phía tay trái để mình lean cái xe nó và nó quay ngược về bên đây. Còn nếu bạn nào mà chân phải á, bạn nào mà đặt chân phải phía trước á, tức là thuận chân phải phía trước của xe đạp á, thì các bạn lùi xe về thì các bạn nghiêng đầu qua bên phải. Nghiêng đầu qua bên phải để mình lean về bẻ qua đây. Đó là cái động tác fakie. Ban đầu khi mà mới tập á thì bạn đừng có cố gồng cái chân của mình lại, cố gắng thả lỏng cái người ra, và chân mình cố gắng làm sao mình chả càng nhiều về càng tốt. Bạn có thể kiếm một cái bờ tường hoặc là một cái vách, sau đó bạn kê xe mình vô và mình đẩy xe về phía trước, sau đó dồn hết lực ra đằng sau để cho xe lùi ra phía sau, và khi đó mình sẽ tìm cái điểm thăng bằng ở trên xe. Và khi lùi ra phía sau thì hai chân của mình cũng phải chả luôn. Nếu bạn không cán vô trong tường thì mình có thể sử dụng phanh trước để mình nhổng cái bánh lên, sau đó mình dồn lực lên phía sau, mình chả nhẹ về. Và từ từ khi bạn liên vào được rồi thì mình sẽ đi dài hơn. Động tác của mình nó rất là lòng cộng. Thì các bạn xem thêm chúng ta góp ý ha. Một khi chả chân thì bạn đừng có gồng cái chân mình lại, buông lỏng cái chân ra để cho cái chân nó quay theo cái cuồng của cái pedal nè. Khi nó chả được một vòng rồi,
rồi mình tìm cách mình trả thêm một vòng nữa. Và các bạn lưu ý khi mà trả thì cái chân của mình lúc nào nó không về đúng vị trí chân thuận đứng phía trước. Cho dù bạn có trả bao nhiêu vòng đi nữa, một vòng, hai vòng, ba vòng, bốn vòng, thì cái vòng trả của bạn luôn luôn nó phải là ở vị trí là cái chân thuận ở phía trước không ạ. Các bạn trả một vòng, các bạn trả hai vòng, ba vòng, cái chân luôn luôn nằm ở đây. Để cho, tại vì cái vị trí đó vị trí thuận là mình tập các động tác acid hoặc là mát khỏi cái đường dưới đùi. Thì nếu các bạn mà trả nửa vòng ở đây là cái chân nó sẽ rất là sượng. Nếu mà các bạn đã quen chân nào đằng trước á thì mình tới đây mình sẽ sượng, cố gắng mình trả thêm nửa vòng nữa cho nó đúng vị trí này. Chân của mình chỉ cần sượng lại không theo cái guồng của pedal thôi là cái xe nó sẽ đổ liền. Mình không biết các bạn có bị hay không, khi mà tập phi kỳ á, cái pedal của mình nó hay bị bong ra lắm, tại vì chúng ta quay ngược chiều và cái giày mình nó sẽ cấn vô cái trục. Và khi quay ngược chiều nhiều vòng á, thì nguy cơ pedal nó sẽ bị tuôn. Khi đó bạn nên mang theo một cái khóa 15 hoặc là khóa lục giác 6 hoặc là 8, mình canh lỏng là mình siết liền. Nếu mà để lâu á, chơi nó rìa ra là nó có thể hư luôn cái rèn của cái người gì á. Ban đầu khi mà tập động tác này á, hai cái lỗi mà mình hay mắc phải á, đó là cái người mình khi mà lùi á, nó hay hướng về phía trước. Hay hướng về phía trước của mình. Đó, các bạn thấy xe nó đi, nhưng mà người mình không đi theo, nó cứ hướng về phía trước vậy thì cũng không có tập được. Mà lùi nhiều quá phía sau thì cũng không có tập được. Các bạn cố gắng làm sao giữ cái người nó đứng giữa cái xe, đứng giữa thân xe là thật nhất. Mình lùi quá, lùi quá thẳng không được. Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn có thể xem thêm những video Việt Rider bên phía tay trái. Và đừng quên click vào logo Việt Rider để subscribe channel. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.